Cái bộ sách Thanh Tịnh Đạo mà vừa mới gửi cho quý vị đó, bữa đầu tiên thì chúng ta chưa có bắt đầu vào bài học liền đâu, cho nên là quý vị không cần phải vội gỡ ra rồi mình xem cái nội dung ở trong đó, chưa đâu. Bởi vì chúng ta cần phải có một cái tâm lý sẵn sàng trước cái đã. Bởi vì cái vấn đề của chúng ta hiện tại là cái gì? Chúng ta đang sống trong một thời kỳ mà các cái dục tăng trưởng rất là nhiều. Những cái ham muốn vật chất tăng trưởng rất là nhiều. Rồi các cái ác bất thiện pháp tăng trưởng rất là nhiều. Chính bởi vì như vậy, chúng ta cần có một sự chuẩn bị tâm lý trước khi bắt đầu vào những cái phương thuốc trị bệnh. Nếu như ở Trường Bộ Kinh, cái bài kinh đầu tiên, bài kinh Phạm Võng là bài kinh khó nhằn nhất. Mà sau khi qua được bài kinh Phạm Võng rồi đó, đến những bài kinh tiếp theo đó, nó có vẻ dễ thở hơn. Rồi đến Trung Bộ Kinh, cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Căn Bản Pháp Môn, cũng là bài kinh khó nhằn nhất. Mà sau khi qua được cái bài kinh đó rồi đó, đến những bài kinh tiếp theo như là bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc thì nó dễ thở hơn. Còn cái Thanh Tịnh Đạo này đó, nó cũng là thuốc đắng. Mới đầu thì cũng rất là đắng, mà về sau nó cũng cứ đắng như vậy thôi. Đắng đều, đắng từ đầu tới đuôi. Và chính bởi vì như vậy, Thầy Thiện Tuệ cũng lo, mà sư cũng lo. Bởi vì mới, quý vị nghe Thanh Tịnh Đạo, quý vị mới, quý vị nghe thì nó rất là hứng thú, rất là hào hứng, để đăng ký rất là nhiều. Nhưng mà tới hồi mà quý vị tiếp xúc rồi đó, chúng ta mới thấy được là nó khó như thế nào. Thành ra sư ráng gia giảm thêm bớt. Giống như thuốc bắc thì thôi, đắng thì đắng, sư cũng ráng thêm cam thảo, nhãn nhục, mật ong để cho quý vị dễ tiếp thu hơn, trên tinh thần là không thay đổi tác dụng của thuốc. Như sư nói ngay từ đầu, chúng ta bị rất là nhiều những trói buộc, đặc biệt là trong thời đại hiện nay. Cái khuynh hướng của xã hội là thúc đẩy tiêu thụ. Bây giờ quý vị hay nghe mà, xã hội bây giờ là xã hội tiêu dùng. Tức là họ thúc đẩy tiêu thụ. Mà muốn thúc đẩy tiêu thụ, con người phải có nhu cầu. Mà muốn có nhu cầu thì phải có lòng ham muốn. Mà chính lòng ham muốn là vấn đề cốt lõi của tất cả chúng ta. Cách đây chừng cỡ mười mấy, 20 năm, cái chuyện mà bị stress á, cái chuyện mà bị căng thẳng, bị trầm cảm, hầu như xã hội Việt Nam mình rất là ít. Nhưng mà bây giờ nó rất là nhiều. Quý vị để ý đi, cái nhu cầu vật chất càng tăng trưởng thì vấn đề của tinh thần của chúng ta càng có vấn đề. Do đâu vậy? Do theo Tăng Chi Bộ Kinh, người mà dục càng nhiều, tức là sự ham muốn của họ càng nhiều, thì cái tâm của họ, nội tâm của họ càng suy giảm. Thành ra không lạ gì mà ngày nay những người đó bị căng thẳng, những người bị trầm cảm, những người bị u uất, rồi dẫn đến những cái quyết định cực đoan trong xã hội mình càng ngày càng nhiều.
Hồi xưa mình đọc cái tin á, ở Nhật Bản là có cả trăm cả ngàn người tự sát mỗi năm, hay là mỗi ngày, sư không nhớ. Mình nghe mình rất là kinh khủng. Nhưng mà bây giờ mình cũng đang đi gần đến cái bước như vậy. Do một xã hội thúc đẩy tiêu thụ, cho nên cái nhu cầu hưởng thụ của chúng ta rất là nhiều. Bây giờ quý vị nhìn xem, từ cái hồi xưa muốn lên trên mạng phải ra tiệm internet rất là khó, nhưng bây giờ mỗi người cầm một cái điện thoại trên tay, thậm chí là mỗi một đứa con nít cầm một cái điện thoại trên tay, chúng ta hưởng thụ rất là dễ. Nó dẫn đến cái chuyện chúng ta càng có nhu cầu hưởng thụ, mà càng có nhu cầu hưởng thụ thì càng có nhu cầu kiếm tiền để hưởng thụ. Mà muốn kiếm tiền để hưởng thụ thì chúng ta phải nỗ lực làm việc rất là nhiều. Mà càng nỗ lực làm việc thì thời gian chúng ta dành cho tâm trí rất là ít. Thời gian quý vị đến chùa rất là ít. Đó là chưa kể đó, chúng ta thường xuyên chìm đắm trong sự ham muốn hưởng thụ. Nó dẫn đến tâm của chúng ta càng ngày càng yếu. Rồi khối lượng công việc, khối lượng sinh hoạt, khối lượng nhu cầu của mình, nó khiến cho chúng ta có nhu cầu thoải mái, có nhu cầu giải lao. Và rất tiếc là các chương trình giải lao hiện tại chúng ta tiếp xúc đa phần là những sự giải trí độc hại. Từ truyền hình cho đến điện thoại, rồi cho đến những cái cuộc ăn nhậu ngoài đời, toàn bộ những cái đó đó, nó khiến cho tâm của chúng ta càng ngày càng yếu. Có bao nhiêu người căng thẳng mà nói thôi đến chùa học pháp đi, đến chùa tu thiền đi. Khó lắm. Nhưng mà căng thẳng, mở hài ra coi, mở ca nhạc ra coi, thậm chí là căng thẳng đi nhậu, nó dễ hơn rất là nhiều. Và một đặc điểm của dục đó là gì? Không bao giờ thỏa mãn. Giống như một người uống nước mặn, uống nước muối để giải khát, càng uống càng khát. Chúng ta giải quyết cái vấn đề của mình bằng cách hưởng thụ các dục lạc như là ăn nhậu này, thì vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, và chúng ta càng lúc càng cần cái gì đó kích thích hơn. Rồi dần dần một số bạn trẻ, và một số bạn cũng không còn trẻ, tiếp xúc với ma túy. Và những cái chất kích thích đó bây giờ nó đa dạng lắm, nó kinh khủng lắm. Rồi những cái đó nó tàn hại cái tâm của mình, tàn hại tâm của mình. Nó dẫn đến mình càng ngày càng mê mờ và không cách chi thoát ra khỏi. Ngày hôm nay sư thấy đông đảo những vị đến đây học, sư rất là mừng. Bởi vì chúng ta có cơ hội để chúng ta giải quyết các cái vấn đề của mình. Thường chúng ta rất khó đến chùa, rất khó đi học giáo lý, rất khó tham dự các khóa thiền. Bởi vì sao? Bởi vì ở những nơi này chỉ cho chúng ta thấy vấn đề của chúng ta nằm ở đâu. Mà thói quen của chúng ta là tránh nhìn thẳng vào vấn đề. Vấn đề của chúng ta là gì? Do chúng ta tham muốn quá nhiều, do chúng ta dính mắc quá nhiều, do chúng ta bị trói buộc quá nhiều. Mà muốn giải quyết các vấn đề đó thì phải bỏ bớt đi. Mấy ai chịu bỏ? Kêu quý vị buông bớt đi, mấy ai chịu buông? Thậm chí đó, bây giờ
chuẩn bị vô đến cái phần giới mà sư nói nó gắt quá. Thí dụ như gắt quá cái chuyện nam nữ là bỏ khỏi học nữa, gắt quá cái chuyện uống rượu là bỏ luôn khỏi học nữa. Mà sư nhắc quý vị nhớ như thế này: giữa người trí và kẻ ngu á, nó có một điểm khác nhau. Đó là người trí á, thì mong muốn được chỉ lỗi, và khi được chỉ lỗi á, họ mang lòng biết ơn. Bởi vì nhờ sự chỉ lỗi đó họ thấy vấn đề của mình và từ đó có thể khắc phục và tiến bộ. Còn cái kẻ ngu á, họ không muốn bị chỉ lỗi, và khi bị chỉ lỗi họ sẽ đem lại hiềm hận, mang lại oán hờn. Và sư rất mong muốn chúng ta những người ngồi ở đây là những bậc trí, và chắc chắn là các vấn đề của chúng ta khi được khui ra dần dần qua các buổi giảng, nó không hề dễ chịu một chút nào. Sư báo trước cho biết, các cái dục của chúng sanh ở trong kinh gọi đó là các cái truyền, tức là những sợi dây trói buộc. Mà chúng ta bị trói càng nhiều thì chúng ta càng khó đi xa. Cái sự đi xa ở đây đó, nó mang nhiều ý nghĩa. Cái ý nghĩa trong cái hiện tại đó, đó là gì? Chúng ta khó tu lắm, khó tiến bộ được lắm. Quý vị để ý đi, bây giờ chỉ cần mình giữ một giới không uống rượu thôi, thiên hạ có cho mình giữ giới hay không? Không. Thậm chí cái chuyện mình giữ giới đó, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của mình, ảnh hưởng trực tiếp đến các mối quan hệ của mình. Cho nên mình rất là khó giữ. Chính bởi vì như vậy, sư nói là các cái dục á, nó càng nhiều thì mình càng khó tiến bộ được trong giáo pháp. Rất nhiều người muốn đi tu thiền, bởi vì ngay cả giới khoa học họ vẫn luôn đặt thái độ nghi ngờ trong tất cả mọi thứ. Và họ cũng phải thừa nhận việc hành thiền giúp cho tâm trí của mỗi người cải thiện rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực, và giúp cho họ trở nên có một đời sống tinh thần phong phú hơn. Nhưng quý vị có biết là để có thể tham dự các khóa thiền, chúng ta phải buông bớt những gánh nặng, hoặc thậm chí là buông hết những gánh nặng. Sư nói rất nhiều lần, khi bước vào cổng chùa, đây là thời điểm chúng ta sống cho mình. Đây là thời điểm chúng ta không còn bất kỳ một cái dây mơ rễ má gì đến công ăn việc làm, đến các mối quan hệ, cho đến những cái mối quan hệ trong gia đình. Tôi tạm thời để nó xuống hết qua một bên. Thử buông đi quý vị, thử buông đi. Chỉ trong vòng một vài tiếng đồng hồ thôi, thiên hạ không có chết hết đâu mà lo. Đời nó vẫn chạy, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, mặt trăng vẫn lặn, và chúng ta vẫn hít thở như thường. Nhưng nó khác một chỗ là chúng ta sống trong một tư thế một người tạm đặt gánh nặng xuống. Ngay bây giờ hãy thử đặt hết toàn bộ những cái gánh nặng đó qua một bên đi. Không có công ăn việc làm, không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có nghĩa vụ gì hết. Thời điểm này là thời điểm chúng ta sống cho chính mình. Quý vị sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Sư không nói quý vị trở thành một con người không có trách nhiệm, nhưng đây là thời điểm, đây là giai đoạn chúng ta cần nuôi dưỡng chính mình. Nó giống như một cái
một người đi vào trong bệnh viện. Thì khi mà họ muốn phẫu thuật á, cái chuyện cần làm là lột sạch hết, không có giữ lại bất kỳ một cái gì ở trên người. Chúng ta không thể lý luận với bác sĩ rằng, nhưng mà tôi là con người, tôi sống trong một đời sống văn minh, thì tôi không thể nào mà tôi lột sạch hết đồ trên cơ thể của tôi được, không được. Không lý luận được như vậy, bởi vì bác sĩ cần một cái cơ thể sạch trơn để họ giải quyết vấn đề của mình. Cũng vậy đó, vào Phật Pháp, chúng ta cần một tâm lý sạch trơn để giải quyết chính vấn đề của chúng ta. Mà giải quyết để có được một tâm lý sạch trơn, đầu tiên là để hết gánh nặng qua một bên. Mà muốn giải quyết được, để hết được gánh nặng qua một bên đó, chúng ta phải tu tập giới học, định học và tuệ học. Chính bởi vì như vậy, rất nhiều người á, họ nói khó lắm sư ơi, con bỏ không được. Tại sao bỏ không được? Bởi vì tâm của chúng ta quá yếu. Quý vị có thể thấy một người đó xách một cái giỏ đi chợ để xuống đất nhẹ tên. Quý vị có thể thấy một cái anh khuân vác bỏ cái vật nặng xuống dưới lưng của ảnh nhẹ tên. Nhưng một người đang bị đè ở dưới đống đất đá, họ không thể bỏ hết những thứ trên lưng của họ một cách nhẹ tên được. Tại sao? Bởi vì nó quá nặng và họ quá yếu. Quý vị cũng y chang như vậy. Kêu quý vị buông bỏ đi những gánh nặng cho nó nhẹ người, quý vị làm không được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chưa có được giới học, định học và tuệ học. Muốn có được những cái đó, chúng ta phải tu. Mà muốn tu thì phải tập buông dần các gánh nặng. Cái chuyện đầu tiên là chúng ta có chấp nhận rằng chúng ta nên và cần phải bỏ những gánh nặng đó hay không, thì chúng ta mới có cái để nói chuyện tiếp. Cũng giống như quý vị đi vào trong bệnh viện, bác sĩ cần quý vị làm một chuyện trước, đó là nhìn nhận là mình có vấn đề. Phải chấp nhận một sự thật là mình có vấn đề. Bởi vì khi anh chấp nhận một sự thật anh có vấn đề, anh mới chấp nhận sự hướng dẫn và điều trị của bác sĩ. Còn khi bác sĩ nói anh có vấn đề, tôi nói không, tôi không có vấn đề, thì anh tới đây để làm gì? Và sư nhắc cho quý vị nhớ một cái kinh khủng như thế này. Trong dòng sanh tử luân hồi, chúng ta không tránh được những kiếp sa đọa. Mà chúng ta ôm càng nhiều là chúng ta đi xuống càng nhanh và càng dễ. Giống như nó có một cái cây cầu khỉ trơn trượt và nhỏ. Quý vị có đi về quê đó, quý vị thấy nó có những cái cây cầu gọi là cây cầu dừa. Họ bắt một cái cây nhỏ thôi, hoặc có thể là một thân cây dừa, hoặc một thân cây tre, mà không có tay vịn gì hết. Muốn đi qua trên đó thì phải nhẹ. Chứ như cái bài cây cầu dừa đó, đi giày cao gót thì làm sao qua cầu dừa. Cũng vậy, mình mang cho nhiều, mang cho lắm nha, gồng gánh trên vai, xách tay, xách nách mang là sớm muộn cũng lọt xuống dưới. Trong dòng luân hồi cũng như vậy, muốn đi lên thì cơ thể phải nhẹ, muốn đi lên thì phải càng ít trói buộc. Quý vị có thấy con chim nó bị cột chân mà nó bay cao được bao giờ chưa? Đấy. Và ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói rất là ít những con người sau khi thân hoại mạng chung mà lại được tái sanh về cõi người và cõi trời. Mà hầu hết những con người
Sau khi thân hoại mạng chung, họ đi xuống các khổ cảnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và báo cho quý vị biết là một khi chúng ta đã đi xuống rồi, rất khó để đi lên. Bởi vì Đức Thế Tôn còn nói tiếp, khi mà chúng ta rớt xuống địa ngục á, thì hầu hết chúng sanh ở địa ngục sau khi thân hoại mạng chung vẫn tiếp tục ở địa ngục. Chỉ rất hiếm những chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung không ở địa ngục nữa, lên cảnh giới cao hơn là loài ngạ quỷ. Lên ngạ quỷ đâu đã xong. Hầu hết chúng sanh ngạ quỷ sau khi thân hoại mạng chung tiếp tục rớt ngược xuống địa ngục. Rất hiếm những chúng sanh sau khi hết tuổi thọ ngạ quỷ được lên cảnh giới cao hơn là cảnh giới súc sanh. Rồi lên cảnh giới súc sanh đâu phải dễ. Có lần Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy 500 con dơi ở trong hang động, Ngài có ý xem nó đã là dơi được bao lâu rồi. Và Ngài nhận thấy là những con dơi này 500 kiếp về trước nó vẫn cứ là con dơi. Do đâu? Do từ khi nó tái sanh vào loài dơi, nó ăn theo kiểu dơi, nó ở theo kiểu dơi, nó sinh hoạt theo kiểu dơi, nó suy nghĩ theo kiểu dơi. Chính bởi vì như vậy nó vẫn tiếp tục làm dơi. Và Ngài quan sát tiếp là những con dơi này nó sẽ tiếp tục sống bao nhiêu lâu nữa trong kiếp dơi. Và Ngài thấy 500 kiếp tiếp theo nó vẫn tiếp tục làm dơi, do cái kiểu sinh hoạt như loài dơi và cái kiểu hành nghiệp như loài dơi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn xuất hiện và nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng, để thấy được dòng sanh tử của chúng sanh, cái dòng luân hồi ấy, đó là phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác. Tức là lỡ mà sanh vào loài thú rồi đó, cái cách sinh hoạt của mình là cách sinh hoạt của loài thú, cách ăn của loài thú, cách ở của loài thú, cách suy nghĩ của loài thú thì tiếp tục làm loài thú. Chính bởi vì như vậy trong Tăng Chi Đức Thế Tôn nói, hầu hết những cái loài súc sanh á, sau khi thân hoại mạng chung vẫn tiếp tục làm súc sanh. Rất hiếm là những con súc sanh sau khi thân hoại mạng chung nhờ một cái phước hãn hữu vào quá khứ được sanh về cõi người. Nhưng mà ở cõi người chúng ta tạo cái nghiệp để nó tương ứng vào loài người thì rất là hiếm. Mà chúng ta làm những cái nghiệp tương ứng vào các cảnh giới sa đọa thì rất là nhiều. Cái nghiệp nào tương ứng với cái kiểu ăn như con người, ở như con người, suy nghĩ như con người, sinh hoạt như con người, đó là cái kiểu sinh hoạt theo giới, định và tuệ. Thời nay mà kêu thiên hạ sống theo giới định tuệ đó, nó khó lắm. Mà chính bởi vì khó như vậy, Đức Thế Tôn nói không có sai, hầu hết trong số chúng ta thân hoại mạng chung đi xuống là nhiều hơn đi lên. Muốn làm người đó, năm giới cơ bản chúng ta phải giữ. Nhắm ở đây có ai dám cam đoan là trong một tháng vừa qua thôi, sư không dám nói xa hơn, trong một tháng vừa qua tôi giữ tròn năm giới mà tôi không phạm bất kỳ một giới nào, có ai dám giơ tay không? Một tháng thôi, thấy chưa? Nó khó lắm. Làm người đâu phải dễ. Cho nên người ta nói đó, làm người thì khó chứ làm cái con đó thì nó dễ lắm. Mà cái vấn đề của loài người là lên được làm người rồi thì sao? Thì chúng ta vẫn diễn lại những cảnh cũ. Quý vị có học vào cái buổi trung bộ hôm trước á, sư nói là sư có căn cứ chứ không phải sư nói không có căn cứ.
là cái kiểu sinh hoạt của chúng ta là cái kiểu sinh hoạt diễn lại những cảnh cũ. Tức là đó, giống như những cái người diễn viên diễn kịch, mỗi một buổi diễn họ lên sân khấu rồi họ diễn đến cái giờ đó, phút đó, giây đó họ trúng số, rồi gia đình tan nát, rồi cứ lên voi xuống ngựa, thiên hạ vỗ tay, sân khấu khép lại. Qua buổi diễn sau họ lại tiếp tục trúng số, rồi lại gia đình tan nát, rồi lại lên voi xuống chó, rồi thiên hạ vỗ tay, rồi lại khép sân khấu. Họ diễn hoài liên tục một vở thôi, thỉnh thoảng thì đổi vai. Hôm nay thì mình làm cha, hôm sau mình làm con, hôm sau nữa mình làm cái vai ông, vai bà. Nhưng cũng một cái buổi diễn đó thôi. Chúng ta cũng vậy. Có bao giờ quý vị tự nhiên thấy cái cảnh này sao nó quen vậy? Mình nhớ là mình thấy cảnh này rồi, mình nhớ là mình trải qua cái cảnh này rồi. Đó là bởi vì chúng ta thực sự đã trải qua cái cảnh đó rồi, ở trong các kiếp quá khứ. Chúng ta cũng từng làm cái chuyện y chang như vậy, chúng ta cũng từng quyết định y chang như vậy. Thành ra nó dẫn đến một cái ấn tượng tâm lý. Một chuyện chúng ta làm cả trăm cả ngàn lần rồi, nó sẽ thành một cái ấn tượng tâm lý. Lần sau gặp lại chúng ta thấy nó rất là quen, mà đâu có ai tỉnh. Rồi chúng ta cứ chạy theo tiền bạc, danh vọng, lo cho gia đình, lo cho nào là vợ, chồng, con, cái, rồi sau đó lăn đùng ra chết. Và ở đời sau kiếp khác xuống rồi rất khó lại đi lên, sư báo trước cho mà biết. Mà đi lên rồi lại tiếp tục diễn lại y chang cảnh cũ. Có ai biết chán không? Sư giả sử nha, mỗi một ngày trôi qua, chúng ta phải sống 100 lần sự lặp lại trong một ngày đó, chúng ta mới qua được ngày mới. Tức là bây giờ nè, hết kết thúc một ngày rồi, mở mắt ra chúng ta sống lại một ngày hôm nay, cũng diễn ra bấy bao nhiêu đó chuyện. Rồi chúng ta nhắm mắt ngủ, mở mắt dậy sáng ngày hôm sau cũng lại tiếp tục diễn ra bấy bao nhiêu đó chuyện. 100 lần như vậy mới qua được ngày mới. Bảo đảm quý vị không có thiết tha gì đời sống này nữa hết trơn, tại vì nó chán lắm rồi. Nhưng do dòng sanh tử luân hồi nó đủ xa, cho nên chúng ta có rất nhiều những cái buổi diễn khác nhau, cũng lặp đi lặp lại thôi. Nhưng mà nó có nhiều cái vở diễn khác nhau để cho chúng ta diễn, để cho chúng ta lặp đi lặp lại. Nó có nhiều cảnh giới khác nhau để cho chúng ta đi du lịch. Chính bởi vì như vậy chúng ta không biết chán. Và sư nhắc nhở cho quý vị biết, dục nó càng nặng thì càng khó chứng đắc. Khi nãy sư nói đời sống của chúng ta là một sự lặp đi lặp lại, nó khác ở một chỗ là trong đời sống này chúng ta gặp được chánh pháp. Đây là cơ hội, đây là chìa khóa, đây là then chốt để chúng ta phá vỡ cái lòng vòng lặp vô tận này. Mà muốn phá được nó, chúng ta phải tận dụng cái chìa khóa chúng ta nắm trong tay, tận dụng cơ hội, tận dụng thời gian. Mà trong vô số kiếp luân hồi chúng ta rất khó gặp được. Thành ra đó, phải tận dụng. Nhưng cái vấn đề là chúng ta đã diễn những cảnh cũ quá lâu rồi, chúng ta sống trong những mong muốn quá lâu rồi. Nó dẫn đến trói buộc chúng ta rất là nhiều. Trói buộc càng nhiều thì sự tu hành của chúng ta càng khó khăn. Ở trong Tăng Chi có nói là có bốn hạng người
Thứ nhất là cái hạng người thực hành, cái sự thực hành của họ là dễ dàng. Thứ hai là cái hạng người thực hành khó khăn. Cái thứ ba là hạng người mau chứng. Và thứ tư là hạng người lâu chứng. Và bốn cái này nè, nó trộn với nhau thành ra bốn loại. Một là có người đó hành dễ mà lâu chứng. Hành dễ đây là gì? 7 tuổi xuất gia, hít thở chứng A-la-hán. Hành dễ. Có những người đó rải tâm từ, hoặc là nhìn một cái bông hoa màu trắng, nhập thiền đề mục trắng, rất là dễ. Đó là hành dễ. Còn hành khó đó là phải gì? Kiên khem khổ hạnh. Phải vào rừng sâu, phải vào những cái bãi tha ma, phải quán tử thi, phải ăn kham uống khổ. Đó là hành khó. Còn dễ chứng và khó chứng, lâu chứng, tức là có người đó hành dễ mà lâu chứng, rồi có người hành dễ mà mau chứng, có người hành khó mà lâu chứng, cũng có người hành khó mà mau chứng. Tức là sao? Có người đó họ tu nó thoải mái lắm, tu thì thoải mái đó, nhưng mà chứng nó lâu. Nhưng cũng có người á, tu thoải mái nhưng mà cũng mau chứng đắc. Có người á, tu thì phải kham khổ, gọi là bần tăng khổ sải, ăn trời nằm đất, nhưng mà lâu chứng. Cũng có người đó cũng là bần tăng khổ sải nhưng mà mau chứng. Thì nguyên nhân là như thế này. Cái chuyện mà mình hành khó hay hành dễ, nó tùy thuộc vào cái trí của chúng ta. Có người trí bén nhạy thì cái chuyện thực hành của họ đó nó dễ dàng. Sư xin lỗi, cái chuyện thực hành của họ đó nó mau chóng. Cái người mà trí chậm á, thì cái chuyện thực hành của họ đó nó lâu. Còn cái chuyện mà nó dễ chứng hay gọi là nó cái chuyện là nó thực hành nó dễ hay nó khó đó là như thế này. Phiền não của anh càng nhiều thì anh càng phải bần tăng khổ sải. Anh càng phải thực hành là kiên khem khổ hạnh. Còn phiền não anh ít, anh tu nó thoải mái lắm. Mà muốn biết những cái đó thì phải học. Không học không tu, chúng ta không biết chúng ta thuộc cái loại gì. Nó dẫn đến cái chuyện thuốc người này chưa chắc xài được cho người kia. Xin lấy ví dụ nha. Có người đó, tâm của họ là tâm tham nó trội, thì họ phải sống trong một cái môi trường khắc khổ, ít hưởng thụ, đồ ăn thức uống đó càng dở càng tốt. Tốt nhất là nó trộn hổ lốn giống như là đồ ăn cho heo ăn. Đó là người tham nhiều. Nhưng cái người mà sân nhiều á, phải cho họ ăn ngon, chỗ ở của họ phải thoải mái. Mà mình không biết cái chuyện đó, mình chơi mình cào bằng hết trơn. Nó dẫn đến cái chuyện gì? Người tham nhiều được ăn ngon, càng tu càng tham, càng tu càng khó chứng. Mà người sân nhiều á, mình cho họ ăn uống kham khổ, họ càng tu họ càng khó chịu, càng tu họ càng không được cái gì hết. Mà muốn biết được những cái đó, quý vị phải học thanh tịnh đạo.
cái thanh tịnh đạo á, Visuddhimagga, tức là con đường đưa đến thanh tịnh. Hoặc có thể nói là con đường đi đến Niết Bàn bằng cách thành tựu tam học, tức là giới học, định học và tuệ học. Xin làm ơn làm phước đừng có đổ hết những cái vấn đề này cho Tăng Ni. Đừng có đổ. Khi mà sư đi đến đây á, sư đi ngang qua bệnh viện Thống Nhất, sư thấy ở đó có hai cái cổng. Một cổng á, là cho dân thường, tức là dân đen á. Một cổng á, là dành cho dịch vụ. Thì hai cổng đó, cái cách đối xử với bệnh nhân khác nhau. Cái gọi là cái khả năng tiếp xúc với y tế nó cũng không có giống nhau, nhưng mà đều tụ chung một chuyện là không ai muốn đi tới chỗ đó, dù đó có là cái cổng dành cho dân nhà giàu đi chăng nữa. Bởi vì cái nhà tang lễ nằm kế bên. Chúng ta cũng vậy đó. Đừng có đổ hết cái chuyện tu học dành cho Tăng Ni, bởi vì nằm trên giường bệnh Tăng Ni cư sĩ cũng như nhau. Cái đau thì không thể nào mà Tăng Ni thì đau nhiều hơn cư sĩ, hoặc là mình thì chắc đau ít hơn Tăng Ni. Không bao giờ có chuyện đó. Bệnh thì ai cũng bệnh như nhau, mà chết thì chắc chắn ai cũng chết như nhau. Nhà giàu, nhà nghèo thì cũng như nhau. Có tu, không tu thì cũng như nhau. Cái nhà tang lễ nằm kế bên. Cho nên, đừng đẩy trách nhiệm tu học cho Tăng Ni. Bởi vì khi mình nằm trên giường bệnh thì đó là vấn đề của mình. Ở trong xã hội đó, họ nói á, hãy là người tiêu dùng thông minh. Là bởi vì sao? Bởi vì ở trong xã hội đồ giả có rất là nhiều, đồ kém chất lượng có rất là nhiều. Thành ra chúng ta phải là người tiêu dùng thông minh để chúng ta phân biệt được đâu là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng ta cũng than trời chứ đâu phải dễ. Cái chuyện tu học cũng vậy đó. Chúng ta phải là người tu học thông minh. Bởi vì hàng giả, hàng kém chất lượng cũng rất là nhiều. Mà nếu như chúng ta không học giáo lý, làm sao chúng ta biết được ông này là hàng thiệt mà ông này là hàng lô? Không biết được đâu. Chúng ta đi bệnh viện á, chúng ta còn sợ ông bác sĩ ông xài bằng giả. Mà chúng ta đi học, đi tu, kiếm thầy mà thờ, chúng ta không sợ thờ nhầm ông thầy dởm. Chúng ta phải học giáo lý, thưa quý vị. Học giáo lý để chi? Để biết là mình thờ thầy đó, thờ có đúng hay là không. Quý vị học thanh tịnh đạo để chi? Để quý vị biết trong cái giới của mình á, có phạm giới hay là không. Có nhiều người họ băn khoăn, họ không biết là họ có phạm giới hay là không. Mà cái giới của mình giữ làm sao cho trong sạch. Sư nói một cái nó hơi tế nhị. Đó là ngay cả trong trường hợp mình phạm giới nha. Cái người mà biết giới đó, họ cũng biết cách phạm giới mà nó nhẹ tội hơn. Sư không dám nói quý vị lách luật, nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta phạm giới, cái người có học á, họ phạm giới nhẹ tội hơn mình. Mà nhất là đặc biệt là tu sĩ,
là mình phải biết là mình có phạm giới hay là không. Tại sao mà ở trong Phật giáo Nam truyền á, nó có một thông lệ, đó là sa di á, mỗi nửa tháng phải xin giới một lần. Là bởi vì cái giới sa di quá nhạy cảm, nó quá dễ đứt giới, nó quá dễ ô nhiễm. Chính bởi vì như vậy á, mỗi nửa tháng là các vị sa di xin giới một lần để làm trong sạch lại. Còn các vị tỳ kheo mỗi ngày sám hối một lần. Nửa tháng sám hối lần lớn, tức là mỗi ngày một lần nhỏ mà mỗi nửa tháng là một lần lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái giới nó quá phức tạp. Mà nếu như chúng ta không học, làm sao chúng ta biết chúng ta phạm giới hay không phạm giới? Đấy. Rồi nó dẫn đến những chuyện chúng ta đi gặp những cái vị thầy này thầy kia, các vị đó nói không sao đâu, phạm chút chút không sao đâu. Mà cái không sao đâu đó đó có khi là lớn chuyện. Nó giống như chúng ta đi vào trong bệnh viện, chúng ta hỏi bác sĩ tôi có sao không bác sĩ. Bác sĩ nói không sao, còn thở là được rồi, không sao đâu, là mình chết. Ông bác sĩ giỏi phải khám từ đầu tới đuôi, cái chuyện gì ông giải quyết cho hết. Chứ còn gặp ông bác sĩ còn thở là còn sống, không sao đâu, là chết. Rồi quý vị đi tu thiền thì tu ở Việt Nam cũng được, tu ở cái thiền phái nào cũng được. Hoặc chơi sang hơn, đi qua Thái học thiền cũng được, đi qua Miến học thiền cũng được, đi qua Mỹ, qua Đức, qua Canada học thiền cũng được. Nhưng cái vấn đề là làm sao chúng ta biết ông thầy dạy thiền, ông dạy đúng hay dạy sai. Quý vị thấy bây giờ đó, thiền mọc ở khắp mọi nơi. Đi vào á, ai cũng khen hết trơn. Nhưng mà cái thiền nào là đúng mà thiền nào là sai? Sư nói cho quý vị một cái hết hồn nè. Bây giờ á, giả sử nha, một ông thầy dạy thiền tầm bậy, ông chỉ cho quý vị á, nhìn vô cái ly nè, nhìn vô cái ly, niệm liên tục cái ly, 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 cái ly. Quý vị niệm liên tục như vậy, làm chừng một tháng, giới hạnh trong sạch, liên tục miên mật. Quý vị niệm cái ly á, một thời gian, một tháng sau, cái ly nó phát sáng cho quý vị coi. Rồi lúc đó người ta về, người ta đồn nhau, hành thiền để một cái ly có thần thông, rất là hay, tuyệt vời vô cùng. Thiên hạ đổ xô vào thực hành, và cứ 10 người là có một người thấy cái ly phát sáng. Hỏi quý vị cái đó có phải chết người không? Hành, tôi nói hành tầm bậy đó, mà họ khéo hành á, nó vẫn ra những cái vấn đề phi thường. Mà hành càng bậy thì càng dễ có vấn đề. Quý vị hành cho đúng nha, hành hơi thở á, có khi 10 năm chưa thấy gì. Mà hành mấy cái điều một tầm bậy á, 10 ngày là thấy có cái gì. Mà nếu như không học thanh tịnh đạo, làm sao quý vị biết ông thầy ổng dạy đúng hay dạy sai? Mà đó, muốn chế thì rất là dễ. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị thống kê các trường phái thiền ở Việt Nam nhiều lắm. Rồi các trường phái thiền Đông Tây Kim Cổ trong nước ngoài nước nhiều lắm. Mà nếu chúng ta không học thanh tịnh đạo, biết cái gì, biết họ dạy đúng hay dạy sai? Bất kỳ một vị thiền sư nào khi vị đó hướng dẫn đều phải có căn cứ. Căn cứ của các vị thiền sư á, có một số bài kinh căn bản các vị đó phải nương vào. Thứ nhất, Dạ Tứ Niệm Xứ,
là phải căn cứ vào kinh Đại Niệm Xứ trường bộ hoặc trung bộ, hoặc là bài kinh Thân Hành Niệm. Rồi dạy thiền chỉ, các cái đề mục thiền chỉ lẫn thiền quán đều phải căn cứ vào thanh tịnh đạo và phân tích đạo, hoặc có nơi còn nói là vô ngại giải đạo. Phải căn cứ vào đó. Anh dạy thiền mà anh không căn cứ vào đó thì cái thiền của anh có vấn đề. Đó là chưa kể nhiều vị đó, dạy thiền á, còn phải căn cứ vào A Tỳ Đàm nữa. Nhưng mà một điểm chúng ta dễ nhận thấy nhất là các vị dạy thiền thì đều có căn cứ vào thanh tịnh đạo. Cho nên chúng ta học thanh tịnh đạo thì đó là cơ sở để chúng ta biết cái dòng thiền này, cái phương pháp thiền này, cái vị thầy dạy thiền này, vị đó có đáng tin hay là không. Chúng ta phải học. Rồi khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ cũng phải căn cứ theo thanh tịnh đạo để chúng ta biết là chúng ta thực hành có đúng hay là không. Thành ra đó, thanh tịnh đạo bao gồm giới học, định học và tuệ học. Đó là một môn bao hàm các vấn đề giáo lý cho đến cái chuyện thực hành. Xin thưa đó, nói hơi tế nhị, tăng ni thì cũng có nhiều loại. Có vị tu giỏi, có vị tu chưa giỏi. Có vị siêng, có vị chưa được siêng. Có vị đó xuất gia đó vì nhu cầu giải thoát giác ngộ, nhưng có vị xuất gia không vì mục đích đó. Có những người đó ham đắp y lắm, chỗ này xuất gia lên sa di khó quá, chạy kiếm chỗ khác lên sa di dễ hơn. Rồi có nơi đó lên tỳ kheo khó quá, họ chạy kiếm cái nơi lên tỳ kheo dễ hơn. Rồi giới không học, định không học, tuệ không học, chỉ cốt đắp được một cây y. Rồi sau đó trên đầu có ông thầy, ông nhắc mình hoài, nó mệt mỏi quá, chạy đi kiếm một cái ngôi chùa, hoặc chạy đi xây một cái ngôi chùa. Thời nay không có gì dễ hơn cái chuyện kêu gọi xây chùa. Quan trọng là xây xong cái ngôi chùa rồi, ai ở đó? Khi kêu gọi, lúc nào cũng kêu là xây cho chư tăng mười phương, cho thập phương tăng đến thường trụ. Nhưng mà xây xong rồi, ngôi chùa đó là của ông trụ trì. Rồi thì ở đó muốn hoành hành như thế nào, làm trời, làm đất, làm trận, làm thượng, làm cái gì đó thì làm. Có phước báo thì chúng ta ở được một nơi vị trụ trì biết thương chúng ta, biết mở những lớp giáo lý cho chúng ta, biết quan tâm đến cái chuyện tu học cho chúng ta, thì chúng ta có cái vé đi lên. Còn mà chúng ta rơi vào tay là chỉ suốt ngày chỉ có lễ lọc, rồi bắt đầu là khấn vái, rồi là bùa chú, rồi cứ phun nước phèo phèo, rồi bùa này nọ kia, là chúng ta chết. Đấy. Rồi khi mà chúng ta gặp những cái vị tăng ni không có học hành gì hết, một á, là họ sẽ bài xích chuyện học. Họ nói rằng cái chuyện học á, là dành cho những vị đi cao học, hoặc là đi đại học Phật giáo, dành cho những người mà cao lắm. Chứ còn mình á, là mình tu ngày ba buổi công phu, ráng sám hối, cầu an, cầu siêu, rồi thì tham dự, rồi biết bố thí cúng dường, biết làm phước, như vậy đủ rồi. Mình gặp những chỗ đó là mình chết. Nó giống như cái người mà nói là thôi khỏi tập thể dục,
cứ nằm ườn ra đó coi tivi đi nha, rồi mở phim ra coi, rồi lên mạng chơi nó thoải mái hơn, còn tập thể dục chi dành cho những người có sức khỏe. Làm sao mình biết được mình là người ngu dốt hay thông minh? Mà mặc nhiên họ đẩy mình vô cái thứ ngu dốt là sao vậy? Biết đâu mình là người thông minh, mình học đạo được, mình tiến chuyển được trong giáo pháp này, mình biết được cái gì là giới học, định học, tuệ học. Nhưng mà bởi vì vị đó không biết, cho nên vị đó không muốn ai biết hết. Cho nên phải nói là quý vị ngồi học ở đây, sư rất là mừng. Bởi vì chúng ta có cơ hội, có điều kiện để vun bồi, để chúng ta biết được chúng ta cũng là người có trí chứ không phải là người không có trí. Hoặc nếu như mà chúng ta đi nhầm một cái ông thầy, ông không biết gì hết, mình hỏi ổng á, ổng dốt, ngại cho người ta biết mình dốt, dẫn đến chuyện gì? Trả lời tầm bậy. Mà trả lời tầm bậy như vậy đó, mình nghe theo là mình cũng chết theo ổng luôn. Đấy. Hoặc á, là có vị xuất gia rồi mà không có lý tưởng gì hết. Mà một khi xuất gia đã không có lý tưởng, xuất gia không tìm được niềm vui trong chánh pháp thì phải tìm niềm vui ngoài chánh pháp, dẫn đến chuyện là cầu danh cầu lợi. Đấy. Rồi làm xoay sở kiếm tiền cho thiệt là nhiều. Rồi mình học được cái gì ở chỗ đó? Đấy. Chính bởi vì như vậy đó, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói giống như một cái con dê, à không, một con lừa, nó ở trong một cái bầy bò, nó giả bộ giống như con bò nhưng nó không phải là con bò, bởi vì cái lông của nó không giống lông con bò, cái chân của nó không giống chân con bò, và cái tiếng của nó không giống tiếng con bò. Cho nên dù cho một con lừa ở trong bầy bò, nó cũng không phải là con bò. Tương tự như vậy, một vị cạo đầu đắp y ở lẫn vào trong tăng chúng, nếu như vị đó không phát triển giới học, không phát triển định học, không phát triển tuệ học, thì dù cho vị ấy cạo đầu đắp y lẫn vào trong các hàng tỳ kheo, tự nhận mình là tỳ kheo, thì vị ấy vẫn không phải là tỳ kheo. Bởi vì sao? Bởi vì vị ấy không phát triển giới học, không phát triển định học, không phát triển tuệ học. Cho nên mình tự nhận mình là người tu, hoặc một vị thầy mà muốn được gọi là người tu thì phải phát triển giới học, phát triển định học và phát triển tuệ học. Còn cái chuyện mà một ngày ba buổi công phu lên tụng kinh, rồi thỉnh thoảng có sám hối, cầu an, cầu siêu, rồi thì cũng công quả, quét la đa, rồi hương đăng ở chùa, thì vẫn không gọi đó là một ông thầy tu. Bởi vì mấy chuyện đó cư sĩ làm cũng được, không cần mấy ông thầy. Mà một vị thầy để gọi là một vị tỳ kheo á, thì vị đó phải phát triển giới học, phát triển định học và phát triển tuệ học. Mà muốn có được tam học này đó thì phải học. Cụ thể là phải học Tăng Tịnh Đạo. Mà một số vị nói rất là hay, đó là thương chúng sanh, cho nên là ráng cố gắng xây chùa cho nhiều. Nhưng mà xin thưa, anh tu giỏi giùm tôi, một vị tu sĩ giỏi, vị ấy có thể xây được 10 ngôi chùa, 100 ngôi chùa, nhưng 100 ngôi chùa đó chưa chắc ra được một ông thầy tu giỏi. Cho nên chuyện đào tạo tăng á, nó quan trọng hơn là chuyện xây chùa.
Quý vị thấy như là Ngài Hòa Thượng Thanh Từ, chỉ cần một mình Ngài thôi, cả trăm ngôi thiền viện, một mình Hòa Thượng Nhất Hạnh, cả trăm ngôi thiền viện. Nhưng mà cả trăm ngôi thiền viện đó có đào tạo ra được một Hòa Thượng Thanh Từ, có đào tạo ra được một Hòa Thượng Nhất Hạnh hay không? Cho nên chuyện đào tạo tăng ni rất là quan trọng, và chuyện đào tạo cư sĩ cũng rất là quan trọng. Bởi vì nếu như quý vị không biết giới là gì, định là gì, tuệ là gì, quý vị sẽ không biết được chỗ nào đáng để cho mình thờ và chỗ nào mình chỉ phí tiền, phí thời gian. Rồi từ đó đó, Phật giáo có phát triển hay không cũng là nhờ quý vị. Bởi vì quý vị là những con người nòng cốt, những con người hộ độ Phật giáo, những con người giúp cho Phật giáo phát triển. Một ngôi chùa tu học, nhiều Phật tử tới, nhiều Phật tử hộ độ, thì sự tu học đó mới phát triển được. Còn một ngôi chùa mở ra các lớp giáo lý không ai tới học, mà mở ra những cái lớp gọi là sám lễ cầu sinh khấn vái này nọ, nó đông như chảy hội, thì hỏi Phật giáo mình sẽ đi về đâu? Mà nếu như không có tăng tài thì cũng sẽ không giúp ích gì được cho quý vị. Nhớ giùm, khi chúng ta không có vấn đề, chúng ta đi chùa nào cũng được. Nhưng khi chúng ta có vấn đề, chúng ta cần một ông thầy giỏi để giải quyết vấn đề của mình. Mà một ông thầy giỏi để có được phải là một môi trường có đào tạo tăng tài, chứ không đơn giản chỉ là mấy vụ cầu an cầu siêu. Cho nên sư mong quý vị là những người tích cực theo học các lớp giáo lý. Nhờ quý vị, những con người như vậy, từng người sẽ giúp thúc đẩy môi trường học tập ở Phật giáo Việt Nam mình lên. Mà nhờ như vậy, tăng ni cũng có áp lực. Gặp mấy ông mà cư sĩ, mấy bà cư sĩ giỏi giáo lý, tăng ni cũng có áp lực. Chính vì áp lực đó, tăng ni mới chịu tu. Chứ còn quý vị vào mà chỉ có cầu an, cầu siêu, ghi sổ thì thoải mái quá, ông thầy nào làm cũng được. Nhớ giùm, khi mình có vấn đề là mình cần gặp những vị cao tay ấn. Mà muốn có vị cao tay ấn thì bây giờ mình phải ráng học, ráng tu. Ngày hôm nay sư chỉ giới thiệu sơ, và để cho quý vị có được một cái sự chuẩn bị tâm lý, cũng giống như là một cái sự bồi bổ tâm linh cho quý vị, để biết được cái nhu cầu học Pháp là một cái nhu cầu rất cần thiết cho Phật giáo của mình. Và chúc quý vị có được sự siêng năng tinh tấn trong những buổi tiếp theo. Sư biết thanh tịnh đạo nó khá là khó, cho nên ráng đi cho đều. Bởi vì mình bỏ một buổi là bữa sau mình vô mình hiểu không hiểu cái gì hết trơn, uổng lắm. Rồi, xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị chắp tay hồi hướng đọc theo sư ha. Sư đọc thế nào quý vị đọc theo thế đó. Y đăng mê bùn nhân, Y đăng mê bùn nhân, Nip ba na sa, Nip ba na sa, Bạc cha vô, Bạc cha vô, Hồ tu, Y măng nô, Punya phà găng,
Sabba satta nang. Sabba satta nang. Dema. Dema. Sathu. 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 Idam me punyang asuwa kaya wahang hotu. Idam me punyang nipanasa pacayo hotu. Mamang punyam pagang sabba